chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với livestream học vẽ cùng với Journal vào mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ theo giờ Florida. Ân Nguyễn là Journal Certified Educator và hôm nay Ân muốn hướng dẫn mọi người cái mẫu design mà Ân mới vẽ trên tay của model. Đây là mẫu abstract và hôm nay Ân sử dụng màu của Zigel để vẽ. Những anh chị nào mà đang có màu Zigel trong tiệm thì mọi người sơn thử và biết những cái màu này nó rất là đặc, rất là dễ sử dụng để mình làm design. Và hôm nay Ân sử dụng màu số 1 ở trên tay của model như là cái hình background này. Và Ân cũng sử dụng màu Zigel số 136 và 274 để mình vẽ cái mẫu abstract lên trên mẫu. Mọi người hôm nay cùng học với Ân vẽ design này nha. Và cái cọ mà Ân sử dụng hôm nay là cọ Baby Oval, thì nó khác với cái cọ Ân dùng ngày thường. Thường á thì Ân hay dùng cây GN, nó dùng để vẽ detail. Mọi người thấy không, cây cọ nó rất rất là mảnh. Nhưng mà cái cọ hôm nay Ân xài nó là cái Baby Oval, thì cái đầu nó bằng hơn một chút xíu, nó nhiều lông hơn một chút xíu. Thì mình thấy cái cọ này nó giống như cây cọ ở trong những cái line art gel, những cái chai đứng mà mọi người thường thấy đó. Thì khi mà Ân vẽ abstract, Ân thường sử dụng cái cọ này nhiều hơn để mình vẽ nhanh hơn. Mọi người có thích design này không? Cái cọ này nó tên là Baby Oval. Mọi người có thể vào trong website của Nail Shop để order. Nó là shop.nailshops.com. Hoặc là một chút xíu nữa Ân sẽ đính kèm cái link ở trên cái description để cho mọi người coi qua ha. Bây giờ mình bắt đầu nha. Ở tay bên đây thì Ân đã sơn màu detail số 1 rồi, màu hồng nhẹ. Hello chị Kim Hoàng, hello Thủy Nguyễn. Cảm ơn mọi người đã vào xem livestream cùng với Ân hôm nay nha. Và mọi người cũng đừng quên giúp Ân like, chia sẻ cái livestream này để cho nhiều anh chị có thể coi lại sau. Hoặc là những anh chị nào chưa biết là Nail Shop đang dạy vẽ mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ. Thì đầu tiên Ân sẽ cần một cái miếng đá. Hoặc là nhiều anh chị Ân thấy là mọi người sử dụng cái thẻ credit card hay gift card để bỏ màu, cái nào cũng được hết. Thì Ân sẽ lắc đều chai màu và lấy ra một cái lượng sơn để mình bỏ ra đây trước nha. Ân sẽ lấy nhiều một chút tại vì mình vẽ hết 5 ngón luôn. Có anh chị nào đang sử dụng màu Zigel ở trong tiệm không? Mọi người có thể cho Ân feedback về cái Zigel mà mình đang dùng không? Ân thì rất là thích. Tại vì khi mà cái màu đặc á, mình không có phải sơn nhiều lớp. Đây là màu cam số 274. Bây giờ Ân sẽ lấy màu hồng số 136 nha. Ân cũng bỏ bên cạnh đây luôn. Mẫu này thì rất rất là nhanh, siêu nhanh, để anh chị nhanh kiếm tiền. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Với design bằng nước sơn gel lỏng, không phải là mấy cái hũ, thì mỗi lần mình lấy mực á, mọi người nên lấy nhiều hơn một chút. Không phải là mình chỉ lấy cho nó ướt cọ hoặc là một chút xíu, mình lấy nhiều hơn một chút để mình kéo màu cho nó đủ đậm đặc và nó cover mỗi cái đường line mình vẽ. Thì bây giờ Ân sẽ bắt đầu bằng màu cam trước và Ân sẽ đi hết 5 ngón một lần luôn. Thì đầu tiên, giống như là mọi lần Ân hướng dẫn mấy anh chị vẽ, hồi nào mình cũng phải nhúng ướt cây cọ vào trong cái nước sơn treo trước. Sau đó Ân sẽ lấy lên màu thấm ướt cây cọ. Nó không phải là mình lấy hết màu ra thì nó sẽ không có gì để vẽ nữa. Khi vẽ bằng cây cọ Baby Oval thì mình thấm cho ướt mực trên đầu cọ như vậy, rồi mình mới bắt đầu vẽ. Thì cái abstract là gì? Giống như là freestyle thôi, mọi người có thể vẽ tùy hứng. Và cái màu gel thì nó đặc, gần giống như là khi mà mọi người xài cái light art gel vậy đó, nên mình cũng dễ vẽ lắm. Nhất là những khách nào mà họ không có, họ đang sơn một hai ngón ở tay bên này và họ muốn dùng chính cái màu đó để vẽ mấy ngón bên kia thì gel là the best luôn. Mình sẽ vẽ thêm một cái miếng tròn ở đây nữa đi, rồi chút xíu mình sẽ đi ô bọc ở ngoài bằng màu hồng lại.
cái design này là thỏa sức cho mấy anh chị sáng tạo luôn á, tại vì nó không có ranh giới gì hết. Hello chị Jennifer Nguyễn, no you're not late yet. Anh cũng mới bắt đầu vẽ một ngón thôi à. Kế tiếp theo nha, ngón này thì anh vẽ, oh sorry, anh sẽ vẽ màu cam hết trước đi, mình khoan vẽ đến màu hồng đã. Thường một lần là anh vẽ hết một màu xong rồi anh mới lau cọ cho khách hơ tay, trong đó thì mình sẽ lau cọ và mình vẽ cái ngón tiếp màu tiếp theo. Thì mình sẽ vẽ hết một cam trước. Ngón này anh sẽ vẽ một cái tròn, chút xíu mình sẽ đi một cam ở trong, à màu hồng ở trong. Nghe thấy không? Nhanh, dễ. Nước sơn thì nó cũng vừa đủ đậm đặc luôn. Khi nào mà mình muốn đi cái outline á, thì mọi người đứng cọ lên một chút xíu, cái nét của mình đi nó sẽ sắc hơn. Hồi nào tô thì mình nằm cọ. Mình sẽ vẽ thêm một phần nữa ở trên đây. Mình lấy nước sơn nhiều một chút nha mấy anh chị. Những chỗ nào cần vẽ lại cho tròn, cần đi nét cho đẹp thì mình đứng cọ lên. Anh cũng dùng cái cọ này để tô màu á, những cái lần mà mình vẽ detail, nhưng mà ví dụ như mình tô cái mặt hay là mình tô hình tròn hình vuông thì cây cọ này cũng giúp mình vẽ nhanh hơn rất là nhiều, thay vì là mình cứ cầm cây cọ line á, mình kéo tới kéo lui. Thêm một ngón này nữa thì ông sẽ vẽ một cái vòng tròn lớn. Kéo xuống dưới luôn. Chỗ nào thiếu sơn thì mình lên lại một đường lần nữa để cho cái màu nó đều. Chỗ nào cần đi nét thì mình đứng cọ lên. Chỗ nào cần tô thì mình nằm cọ xuống. Một cái trick khi mà ông vẽ những cái màu abstract bằng nước sơn gel á, tại vì mọi người biết nước sơn gel nó không có đặc giống như là hũ, nó dễ vẽ cho mình hơn, nhưng mà nó lại không có phải là đậm đặc hoàn toàn. Cho nên khi mà mình vẽ bằng nước sơn gel á, mình không có nên vẽ thiệt là sát vào cái đường cuticle. Hoặc là nếu mà mình vẽ sát vào lặn cuticle thì mình nên vẽ cái ngón đó vào hơ. Tại vì khi mà mình vẽ hết 5 ngón thì từ từ nước sơn gel nó sẽ chảy ra một chút xíu. Thì nó rất là dễ, nếu mà mình chỉ lấy quá nhiều màu nó sẽ chảy vào trong cái lặn cuticle của mình, thì mình phải chùi nhiều. Cho nên khi nào mà cần phải vẽ ăn sát vào cái vành cuticle thì mình nên hơ cái ngón đó. Xong rồi mình hẳn vẽ tiếp. Hắn sẽ thêm một phần một cam ở bên hông này nữa. Này tô rất là nhanh, nếu mà mấy anh chị tô từng mảng rất là nhanh luôn. Mà mấy anh chị để ý nãy giờ không, khi mà ông vẽ mọi người thấy là ông không có phải những cái nét mà mình vẽ dài á, ông không có kéo từng khúc tô như vậy. Mà thường á, ông sẽ đi cái nét chính trước. Ví dụ như ông muốn cái nét chính của cái hình hay là cái nét abstract của mình nó nằm ở đâu thì ông vẽ cái nét đó trước. Sau đó những phần nào mà em cần cho nó dài lên để tạo cái sự khác biệt thì em sẽ vẽ sau. Như vậy thì thứ nhất là mình vừa chắc chắn được là cái hướng đi của các những cái đường line của mình, và thứ hai nữa thì nó mượt mà hơn, mình không có giống như là kéo trong vô định, mình biết là mình đang đi hướng như thế nào. Mình sẽ vẽ thêm một lần nhỏ phía trên góc này nữa. Những cái này á, mình chỉ bắt đầu từ cái cuticle xuống một chút xíu, nó không có sao. Nếu mà cái nét cong như cái nét này chẳng hạn, mình chỉ vẽ sát cuticle thì nhớ giúp em là mình hơ, xong rồi mình hẳn vẽ tiếp nha. Và nhớ cẩn thận, tại vì mình đang vẽ 5 ngón một lần, nên khi mà model của mình họ xoay cái bàn tay, mình phải cẩn thận kiểu nó trầy hoặc là nó dính với nhau.
con cũng kéo cái nét chính trước, sau đó những phần nào mình muốn dài hơn mình vẽ thêm vào. Khi mà tô thì nhẹ tay một chút xíu để cho màu nó đều hết, giống như là khi mình sơn nước sơn vậy đó, mình cũng phải nhẹ tay khi mà mình kéo nước sơn. Vân sẽ vẽ một cái tròn ở dưới đây, một cái nét tròn dài ở đầu, mỏng ở đuôi. Ok, bây giờ thì Ân sẽ để cho mẫu của mình hơ nha. Vân sẽ hơ trong vòng khoảng 30 giây là được. Ok, phần tiếp theo thì Ân sẽ vẽ màu hồng. Những anh chị nào vào sau á, cho Ân gửi lời chào và Ân muốn nói là cái màu hồng mà Ân đang xài á, là màu Zichel số 136. Hello chị Lan Anh, hello chị Nina Vân. Bây giờ cái cọ của Ân thì nó đang có màu cam ở trên đây rồi. Thì Ân sẽ dùng cái giấy lint free á, mình lau sạch cái cọ đi. Những anh chị nào kỹ hơn á, hoặc là nếu mà mình đang dùng những cái màu đậm như là màu đen, màu đỏ mà mình sợ cái màu tiếp theo mình vẽ là những cái màu nhạt chẳng hạn như là màu hồng nhạt hay là màu trắng đi, mà mình đang có màu đỏ trên cọ, mình sợ là nó bị dơ cái màu tiếp theo, thì mấy anh chị có thể nhỏ một giọt base coat hoặc là top coat đây gì á, xong rồi mình thấm cái cọ qua base coat hoặc là top coat, mình lau lại một lần nữa, sau đó mình có thể vẽ màu tiếp theo. Và mọi người nhớ giùm Ân á, lông cọ mình không được rửa với lại acetone, kể cả là cọ đắp bột cũng vậy, không ngâm trong acetone, không rửa cọ bằng acetone, tại vì nó sẽ làm cháy cái phần lông cọ của mình, thì mai mốt cọ mình nó không có suôn mượt như vậy nữa. Khi mình lấy ra vẽ cho khách, cọ mình nó tòe ra như cái chổi chà, rất là xấu. Ok, bây giờ thì ông sẽ vẽ màu hồng nha. Giờ mình sẽ đi những phần còn lại. Mọi người nhớ lấy màu nhiều một chút xíu. Khi nào vẽ nét thì mình đứng cọ lên. Cái này ông sẽ vẽ một cái vòng bọc cái phần màu cam này lại. Nên ông sẽ đi hai lần. Một lần là nửa cái vòng tròn bên phải trước, và mình đi cho nó đầy đủ màu. Một lần nữa là mình đi nửa cái bên còn lại, nửa cái phía tròn phía bên trái. Bạn sẽ đi lại cái nét cho nó tròn trịa bằng cách là đứng mũi cọ lên. Và làm cho cái phần đầu top này nó dài hơn một chút nữa. Có dễ không mọi người? Abstract là dễ nhất và nhanh nhất. Có nhiều anh chị hay hỏi ăn là ồ mấy cái này nó sáng sáng quằn quại quá, chị không biết phải vẽ như sao hết. Thực ra nó rất là dễ. Mà một cái dễ nhất nữa là nó freestyle, cho nên mình không có cần phải thực sự là suy nghĩ nhiều, mình chỉ đi theo cái gọi là freestyle thôi, mỗi ngón mình có thể vẽ mỗi kiểu khác nhau. Mình sẽ tô hết màu ở dưới đuôi này luôn. Và mình sẽ vẽ thêm một chút xíu ở phía trên này nữa. Đó, những cái phần nào mà vẽ sát vertical như vậy, nếu mà mấy anh chị thấy mình đang lấy nhiều màu và mình sợ nó chảy vào trong cuticle thì mình nên hơ lúc bây giờ. Này ăn sẽ hơ. Khi mà mọi người vẽ quen tay rồi á thì mình sẽ có thể sáng tạo thoải mái, mình có thể đi đường bên phải, bên trái, ở giữa. Nhưng mà một cái mẹo ân chỉ cho những anh chị nào mà mới bắt đầu tập vẽ và chưa biết là khi vẽ abstract mình nên đi như thế nào thì ân hướng dẫn nha. Ví dụ như ân có 5 cái móng tay như vậy đi. Một cái mẹo mà ân thường chỉ cho những anh chị nào mới bắt đầu vẽ mà muốn vẽ abstract thì mình sẽ chọn ngón giữa làm tâm. Ngón giữa mình sẽ có hai ba kiểu vẽ. Một là mình vẽ qua bên trái, tức là các cái đường đều hướng về phía bên trái.
2 là các đường đều hướng về phía bên phải. Hoặc là 3 ở giữa vào. Ví dụ như là ân sẽ vẽ ngón giữa hướng về bên trái đi, thì ân sẽ vẽ các đường nó đi hướng như vậy, tức là cùng hướng về một bên. Thì hai ngón này ân cũng sẽ vẽ tương tự, mình sẽ vẽ hình tròn hướng về một bên hoặc là nét cong hướng về một bên, và ngón này ân cũng sẽ đi về phía bên trái luôn, à về phía bên phải luôn. Nét này bên phải thì ba ngón này là đều cùng một hướng hết. Mình không nên vẽ là cái ngón này đi như vậy, xong rồi cái ngón bên đây đi ngược lại, cái ngón bên đây đi ngược lại nữa. Thì khi mà mình để hết năm ngón tay vào với nhau, mình thấy cái gọi là cái bố cục nó rất là rối. Thì khi mà ông chọn ba ngón này đi cùng một bên, thì hai ngón bên đây ông sẽ đi ngược lại, những cái nét cong xuống như vậy. Hoặc là mình vẽ nét tròn uốn qua bên đây, nói chung là cong hết xuống. Mọi người hình dung được ông nói không? Thì ba ngón này đi cùng một bên, hai ngón này đi cùng một bên, hoặc là ba ngón này đi cùng một hướng, hai ngón này đi cùng một hướng, và tất cả đều hướng vào giữa, tất cả đều quy vào một cái ngón ở giữa hết. Hoặc là mọi người có thể vẽ như ân nói, bên phải hoặc bên trái hoặc là ở giữa. Tức là sao? Mình vẽ hai những ở đây sẽ có những đường nối vào ở giữa tâm, thì coi như mình chia cái bố cục của mình ra làm đôi, thì những ngón bên đây sẽ cùng đi vào trong và những ngón bên đây cũng sẽ cùng đi vào trong. Đặc biệt nhất là khi mà mình làm những cái shape như là almond, stilado, móng nhọn, thì mọi người thấy khi mà mình để cái ngón tay vào như vậy, thì các cái ngón nó đều hướng về cùng hướng ngay giữa. Nhìn nó, cái bố cục nó cân đối hơn. Nhưng mọi người thấy ăn vẽ bàn tay bên đây không? Bàn tay bên đây là một cái ví dụ cơ bản nhất cho những anh chị nào mới bắt đầu tập vẽ. Ba ngón này cùng một hướng, hai ngón này cùng một hướng. Bàn tay bên đây ăn freestyle, ăn không theo hướng, thì mình xếp làm sao cho bố cục nó đi cùng với nhau là được. Cái này khi nào anh chị vẽ quen tay rồi, mình có thể tùy ý sáng tạo. Lúc nào mình mới bắt đầu, mình chưa biết vẽ đường line ở đâu, thì hãy follow cái trick của ân nha. Ok, bây giờ mình vẽ tiếp những ngón còn lại nha. Ân sẽ để cái khai màu ở đây cho mọi người dễ thấy cái cách ân lấy màu luôn nha. Về phía đuôi á, khi mọi người cần một cái kéo một cái đường nét mỏng ở đuôi, thì mình nhấc cái cọ lên nhẹ nhẹ, từ từ lên, mình vẽ bằng cái đầu cọ ở phía đuôi thôi. Đây ân sẽ vẽ thêm một nét cong nữa. Cái cọ này ân cũng có thể vẽ được những cái nét mỏng vừa phải nha mọi người, không phải là những nét detail như là thiệt là mảnh, nhưng những cái nét vừa như vậy mình vẫn có thể sử dụng cái cọ này để vẽ được. Mình sẽ bo tròn ở trên đây, kéo xuống. Một ngón nữa nha. Ngón này thì ân sẽ vẽ cái đường màu hồng ở đây mỏng thôi. Mọi người thấy cách ân vẽ, một khi mà ân đã lựa được cái trục chính theo cái hướng nào rồi, thì những cái đường còn lại khi mà mình vẽ, mình cũng nên follow theo cái trục chính đó thôi, không nên vẽ quá nhiều hướng trên cùng một ngón. Cái này sẽ vẽ một cái hình tròn ở đây. Mình sẽ làm cho màu hồng nó cover hết phía trên luôn, để cho nó đi theo cái nét màu cam mà mình đã lựa trước đó. Một ngón nữa là mình xong rồi. Mọi người thấy có dễ không? Ok, ở đây mình ân có sẵn cái tâm rồi, thì bây giờ mình sẽ đi cái phần ở phía ngoài. Thường á, khi mà ân vẽ những cái nét tròn, ví dụ như là nét cong như vậy, hoặc là những cái nét tròn ngang qua, thì ân ít có khi nào mà dùng cái cọ của mình kéo từ bên này qua bên kia lắm. Ít khi nào mà mình vẽ như vậy đó, tại thường nó không cân và nó không đều, cho nên luôn luôn ân chia cái này làm đôi ra với nét cong. Thì ân sẽ vẽ nửa bên này xuống trước và ân vẽ nửa bên còn lại xuống sau.
thì hai bên của mình nó cân đối và nó theo đúng cái hướng mà mình muốn. Okay. Bây giờ anh vẽ cái nét cong này cho mọi người coi ha. Đi nửa bên phải trước, kéo cho đều màu, sau đó đi nửa bên trái, và đang sẽ nối thêm một đường cong ở bên hông này nữa. Chỗ nào mình cần nét mảnh nhỏ mình đứng cọ lên nhẹ tay thôi, và nối lại cho nó ăn với cái phần cong ở phía dưới, và mình sẽ tô hết cái phần ngoài đây. Okay, bây giờ thì ăn sẽ hơ nha. Mình hơ khoảng 30 giây là được rồi. Với design này thì ăn chọn sơn matte top coat ở trên mặt. Và hôm nay ăn dùng cái matte top coat velvet, một trong những cái màu matte mà ăn thích nhất, đặc biệt là khi sơn cái màu matte top coat này lên trên màu đen thì màu đen của mình nó vẫn nhìn đen và matte, nó không có bị đổi thành màu lông chuột hoặc là nó hơi đục. Bây giờ ăn sẽ sơn lên trên. Mọi người có biết khi mà mình sơn matte hay là shiny top mình nên hơ bao nhiêu giây không? Thường khi mà ăn sơn nước sơn hoặc là sơn matte và shiny top luôn luôn mình hơ 60 giây. Còn với những cái lần mà mình vẽ design á, tại vì mình sẽ vẽ lui tới 5 ngón một lần, lui tới 5 ngón một lần, mình sẽ phải hơ lắc nhắc nhiều lần, nên với design ăn thường hơ từ 10 tới 30 giây tùy theo vẽ nhiều hay ít. Nếu mà vẽ detail nhiều và phải hơ rất là nhiều lần thì mình hơ khoảng 10 tới 20 giây là được rồi. Mẫu này mình chỉ có hai màu và mình hơ hai lần cho mỗi tay, nên ăn hơ 30 giây cho mỗi lần. Mình không nên hơ quá nhiều lần, tại vì khi cái màu hơ tới hơ lui quá nhiều lần nó sẽ rất là dễ bị nứt hoặc là bị tróc sau này. Ok, và mình hơ 60 giây một lần nữa nha. Hello chị Trang, hello chị Nhung Phan, hello chị Sandy Đặng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào coi livestream và học vẽ cùng với Ân nha. Nếu mình chỉ có bất cứ câu hỏi nào, mọi người cứ comment ở bên dưới, một chút xíu nữa Ân sẽ trả lời. Hoặc là những câu hỏi liên quan đến order sản phẩm thì sales team sẽ giúp Ân trả lời câu hỏi của các anh chị nha. Okay. Mọi người có thích cái design này không? Rất là dễ phải không? Thật sự nãy giờ Ân vừa vẽ, Ân vừa hướng dẫn, vừa chỉ các thứ luôn, mà Ân thấy nó rất là nhanh. Nếu mà thực sự Ân tập trung Ân vẽ mẫu này thì design only không tới 15 phút. Mọi người có thích không? Để Ân xếp hai bàn tay để cho mọi người coi nha. Hai tay Ân vẽ theo hai cái style khác nhau một chút xíu. Một bên là theo cái cách mà Ân chỉ mọi người, theo cách cơ bản để ai cũng vẽ được hết, là mình đi ba ngón giống nhau, hai ngón giúp nhau. Và một tay bên đây thì Ân freestyle, tự chọn. Ok, cảm ơn mọi người đã coi livestream của Ân ngày hôm nay. Và Ân hy vọng là các anh chị đều đã học được rất là nhiều từ cái livestream của Ân. Hy vọng được gặp lại mọi người vào thứ hai tuần tới lúc 9 giờ trên Facebook của Nails Job nha. Và mọi người đừng quên là 2 tuần nữa, ngày 27, 28, 29 tháng 3 thì Journal có lớp học Journal Masterclass ở Philadelphia. Nếu anh chị nào đang tìm kiếm chỗ để mà mình học và nâng cao tay nghề thì mọi người đừng quên
vào trong cái website của Nails Job và search Zonal Academy, mọi người có thể thấy được cái lịch trình lớp học của Nails Job. Và ngày 2 tháng 4 tại Virginia Eden thì công ty Zonal cũng sẽ có Free Demo Tour, có các lớp học, có rất là nhiều show deal, giá sale bất ngờ và 3 lớp học miễn phí để cho các anh chị có thể đến coi qua sản phẩm và cùng học nail với Zonal. Những lớp học này hoàn toàn miễn phí nha. Ok, good night mọi người. Thank you.